chỉnh sửa tăng sức mạnh Daxi. Tiếp bước Phoenix, Daxi sau khi được làm lại bộ kỹ năng tại bản chính, dù sốc đam ghê đấy nhưng hạn chế từ việc mất đi miếng khống và không bị chọn mục tiêu đã khiến vị tướng này nha phải thay đổi lối chơi và không thể băng xà cùng chiếc cuối ao nhê kẻ địch đáng sợ như trước. Vậy nên đội ngũ chỉnh sửa phải cứu ngay. Cụ thể tại máy chủ nghiệm nha, chiêu 1 và chiêu cuối của Daxi đã được giảm thời gian hồi chiêu. Với chiêu 1 thì là cố định thời gian hồi chiêu là 7 giây, tức là khi anh em có full hồi chiêu thì chiêu 1 chúng ta chỉ mất đâu đó khoảng tầm 4 giây thôi. Và chiêu cuối sẽ được giảm khá khá thời gian hồi chiêu. Quá tuyệt vời đúng không? Anh em đánh giá sao về cú chỉnh sửa này của Daxi? Với cá nhân trải nghiệm game, tăng là ok rồi. Vì Daxi bây giờ tích nộ rất là nhanh, hồi chiêu 1 nhanh hơn nè, bằng sát thương tốt hơn, miến thương liên tục và chiêu cuối tăng khả năng ganh và tẩu thoát ok hơn. Nếu anh em để ý nha, dạo ở đây đội ngũ chỉnh sửa cứ bị tướng nào được làm lại mới đấy ạ. Lại có cái dấu hiệu được hiệu chỉnh và tăng sức mạnh như là con Phoenix làm cái dấu hiệu chính xác nhất khi mà ở cái bản chính nó được tăng rồi. Và Daxi ở máy chủ nghiệm đã có cái thông tin rồi các bạn ơi. Và thông tin tăng sức mạnh nha, đó chính là giảm thời gian hồi chiêu ở cả chiêu 1 và chiêu cuối. Anh em chắc là hắn muốn nâng cấp nhớ đúng không? Nhưng cứ phải từ từ chứ, có khi còn sang phục xịn ra có đúng không? Góc cháy là cái lối trang bị trong trận đấu này các bạn nhá. Trận đấu này là TNG sử dụng thánh thuẫn cho nó an toàn, chứ bọn nó toàn với cái tướng sốc đàm càng quá. Ad ơi, tại sao có một số người chơi Elsu họ lên thánh kiếm ạ? Đó là họ tính lấy cái nội tại đó anh em. Và anh em thấy đó, anh em đọc đấy, thì cái Elsu của cái nội tại là một tỷ chiến mạng chuyển sang khá khá công lý, hình như là 3 thì phải đấy. Thì đa phần là người ta thích cấu thì là từng đi mid đó. Thực ra đấy là một cái lối trang bị trước đây khá là phổ biến, TNG nếu không nhầm là như thế. Hiện tại thì người ta thích cái lối trang bị khác, đó chính là xạ cung hoặc là vuốt cơ anh ạ. Bắn thế nó mới phê đúng không? Nó khá tối ưu được cái lượng sát thương đấy, rỉa cũng hơi bị đau đấy. Nhưng mà bây giờ khác rồi các bạn ơi. Làm gì đấy anh Vân? Anh em cẩn thận nhá và nhớ hộ TNG. Cái thằng Vân Ca đấy ạ, nó dùng chiêu 1 nó hóa giải được cái dấu ấn của mình các bạn nhé, nên không có đùa với nó được đâu. Còn mấy cái đồ như kiểu là đồ trợ thủ đấy ạ, thì nó phải căn đúng cái thời điểm đúng không ạ? Chuẩn bị kéo về thì sử dụng mới có thể gọi là không bị kéo về. Đây cái điểm hay ho của nó các bạn nhá. Nhưng mà nếu kẻ địch sử dụng thanh tẩy đấy ạ, là thôi rồi đấy. S hướng dẫn lên chiêu 1 hay là chiêu 2 đầu game của Cavani ạ. Cavani đầu game anh em một chiêu 1 mà chơi thôi, áp lực ngay từ đầu. Thanh niên kiến nắc bị mình dọa anh ạ, bị mình dọa sợ kìa. Nó mà chơi là tôi cũng bó tay vô điều kiện thôi à. Nhưng mà biết đâu được đồng đội tôi lại đệm lưng nó cho tôi được đúng không? Ai biết được. Phoenix thì búp ở bản chính rồi, nhưng mà chưa thấy ăn thua cho lắm. Daxi lại chuẩn bị búp tiếp. Anh em dự đoán xem ok không? Đấy các bạn thấy không? Trước khi ganh các bạn cứ để tầm này nội tại của tôi nè. Đó. Ganh một cái có ngay hai lần cường hóa, ép nó đuổi nó ngay anh em, ăn trụ ngay. Anh em đâu rồi? Lên trụ thôi. Ngoài lề một tí là mình xem giải thái nha. Có để ý rằng Quy hầu như được pick để đi kèo với Skirt đường top, mặc dù là một trong những vị tướng bị khắc chế theo video của TNG, tức là Skirt khắc Quy. Tại sao ạ? Ad ơi, thì TNG xin lý giải như sau. Vấn đề ở giải đấu ấy, nó là do chiến thuật của từng đội và là sở thích của các đội thôi. Vì nếu anh em xem giải đấu nhá, sẽ thấy rằng Quy đi với Skirt ạ, toàn ăn hành là chính thôi. Vì top mạnh nhất ấy, là top của hai người va nhau, chứ mà thêm mid hay là rừng đấy ạ là không tính tiền rồi. Ví dụ nha, ở giải Việt mình đi, chết dám cầm Heate đi với Elsu đúng không? Thì chắc chắn con Heate nó sẽ không có lợi thế quá nhiều gì trước con Elsu rồi. Nhưng mà họ vẫn dám chơi, dám cầm. Đó là lý do chiến thuật của họ cả thôi các bạn ơi. Và trải game cảm ơn anh em đã tìm đến tạm hóa TNG để tìm ạc, tìm trang phục, tìm những cái thứ gì hay ho và thú vị nhất. Và TNG đều có bạn nhá. Nhưng mà vì YouTube nó cấm quảng cáo rồi nên TNG chỉ có thể giúp bạn tìm ở trên fanpage là trải game TNG mà thôi. Vừa là nơi để anh em ta cùng giao lưu, vừa là nơi bảo hành cho anh em. Ok chưa ạ? Anh em cứ yên tâm nha, tạp hóa TNG thì làm được mở rồi thì cũng tầm vài 3-4 năm rồi. Đấy, nên các bạn yên tâm một cái độ uy tín nhé. Các bạn nhớ ủng hộ với nhá. S có mẹo lát hit lính chuẩn không ạ? À, lúc đầu tôi tưởng là KS, nhưng đây là mẹo lát hit lính chuẩn. Thực ra ấy là phải tùy xem tướng của bạn là tướng gì nhá. Ví dụ bạn là một tướng dọn lính nhanh kiểu như là Natalia đấy thì lại chả cần phải quan tâm về cái điều đó cho lắm. Còn nếu mà các bạn muốn last hit đấy thì các bạn phải căn lính thôi các bạn, căn máu của lính thôi. Đúng không ạ? Nó hiện lên cái thanh màu trắng là mình oánh một cái đánh thường nhỏ thì mình có thể last hit được, đúng không ạ? Thật ra thì vấn đề last hit ạ, quan trọng không? Có chứ anh em, last hit được nhiều vàng hơn mà. Nhưng mà đa phần bây giờ anh em đi rank và chơi liên quân ạ, ít người ta căn last hit lắm. Có kỹ năng là dọn lính nhanh sau đó đi gank, tức là lấy cái tiền đi gank hay là tiền last hit của cái cánh còn lại để mà bù vào cái lượng tiền còn lại thôi. Đa phần là như thế. Đương nhiên là về vấn đề last hit ạ, anh em last hit được càng nhiều càng tốt các bạn nhá.
thì anh em có thể có nhiều tiền hơn, vượt trội hơn kẻ địch, đúng không ạ? Ví dụ hai thằng, một thằng Lahit, một thằng không Lahit ạ, nó là sự cách biệt đấy. Ui chạy đâu bạn ơi, chạy đi chạy đi, không chạy nổi luôn anh em, trừ khi nó chơi kiểu là băng xương hay là các kiểu ma mày băng xương, người ta lại tặng để chiêu hai trước đúng không, nổi lên cái lại ăn ngay hai quả băng xương, à nhầm hai quả cầu, nó lại dễ toàng quá. Đi đâu đi đâu đi đâu, thích nhất mấy quả nhất dương chỉ này các bạn nhá. Đặc biệt bây giờ cái nội tại lấy cực kỳ dễ dàng luôn, vào giao tranh nó phê lắm luôn ấy. Chẳng qua bây giờ băng xả là anh em phải bớt tem tém lại đi. Ed ơi, chơi Bison mà bị kéo về lết quá đấy ạ, kém cơ động, lao vào toàn phải đổi mạng. Vậy phải làm sao? Đầu tiên nhá, về đoạn sau đấy ạ, các bạn phải chở người bắt giao tranh cơ. Ôi thằng này định bắt mình kìa. Ê, định bắt thật hả bạn? Chạy ngay. Nói chung con Bison nhá, anh em biết cái mẹo chính là sử dụng chiêu cuối tông khống chế cái địch, nhưng mà mình phải là thằng nhảy lên, nhảy ra trước đúng không? Trong cái xe của mình tông vào nó đấy, hoặc là anh em có cái bộ trang phục con rồng đấy thì anh em cho con rồng nó tông vào, nhưng mà mình không vào nhá. Trừ khi anh em chở được một cái đồng đội mạnh mẽ đi tiếp theo, ví dụ như là chở theo thằng Wonder hay là chở theo thằng gì đấy đại loại như thế để nó lao vào mở trang ấy thì được bạn nhé. Đương nhiên phải tùy trận thôi, chạy thôi. Ôi trời ơi, hai pha mình lên bảng điểm số cũng là do hai pha xử lý tệ ở cái khoản là chính là mình móc cái quả chiêu cuối vào tường, tệ thật đấy. Dạo này già run tay rồi anh em ạ, không được như xưa rồi, xử lý hơi bị vớ va vẩn khiến cho anh em lâu lâu được cái pha thưởng thức tấu hài. Đây, ăn cái gì, chạy đi đâu, về đi bạn ơi. Đi xa để trở về ngay. Tích tí nội tại đã, bây giờ cái thanh nội tại này không, sorry anh em nhá, chính xác là thanh nội năng này lấy dễ dàng quá. Đó, chiêu cuối lợi hại cho các bạn ơi, bật nhầm, chiêu 1 chứ. Loạn quá. Chiêu 1 bây giờ cứ nhất dương chỉ kích lên cả 50% miếng thương mà anh em sợ gì bọn nó. Đấy, thấy không? Chẳng qua mình sợ ấy là cái chiêu 1 bây giờ không còn là miếng khống các bạn. Lỡ ngỡ bị nó chặn đứng hoặc là bị khống chế một cái thì rất là buồn luôn. Thành ra đó lý do vì sao anh em hoảng như thế. Đó, kích nhá. Đấy. Kích chơi đúng không? Làm tí tiền đấy. Chiêu thì quan trọng đấy. Thanh nộ thì quan trọng đấy anh em. Nhưng mà cái tiền nó quan trọng hơn cơ. Đấy, dọa cái nó sợ ngay. Cái gì đây, cái gì đây? Định khống chế tôi à? Định làm gì đây? Guido định làm gì đấy bạn ơi? Này thì bữa ấy. Ấy ấy, vẫn còn thiếu một tí đam kìa. Nhất dương trỏ. Bốc hơi ngay các bạn ơi. Bốc hơi ngay. Ôi ôi. Ai. Cái điểm gì ta, hát xì một cái con gian nó cho mình bay màu luôn à. Ed ơi, em chơi gian thế dùng hai lần chiêu hai liên tiếp nó có bị khựng. Ôi sao lại khựng nhở? Hay là do bạn bấm ô tu ta? Hoặc là có thể bạn chưa quen, chứ TNG vẫn thấy mượt và rất là bình thường mà. Anh em khác thì sao nhở? Làm quả feedback đi. Đói, dồn đam luôn. Chúng sao nổi, đam to lắm các bạn ơi. Định chạy ạ, ấy. Thế là vô hiệu hóa cái quả chiêu một của mình à? Ờ, hay nhở. Thanh niên Triệu Vân thấy mình hết kỹ năng lao ở chơi luôn. Sợ thật đấy. Tính là sốc đam kìa. Tính ra tôi chỉ muốn mong cái con Daxi này nó trả lại miếng khống thôi anh em ạ. Khi đấy chắc chắn là tôi sẽ khuyên anh em cầm vị tướng Daxi này leo rank. Lúc đấy đúng kiểu là trà bá lửa luôn ạ. Mấy con lúc đấy nhá thiếu cơ động, ví dụ như là Clissy, Vera các thứ, chắc là nó khóc ròng luôn à. Bật chiêu 1 nha, vừa là 50% miếng thương, lại còn là miếng không chế, lại không bị chọn mục tiêu thì úi trời ơi, làm sao mà đỡ nổi. Hồi đầu ở máy chủ nghiệm thì cũng hào hứng lắm các bạn ơi. Bây giờ Daxi nó sát thương, sốc đam và nguy hiểm lắm. Ganh rất là dễ dàng hơn trước nhiều. Nhưng mà mỗi tội là băng xả láo là toang ngay. Ui. Sự kết hợp của Elsu và nhất dương chỉ của Daxi. Quá trời đau luôn anh em ạ. Anh em thích cái lối chơi là full max chiêu 1 hay là full max chiêu 2? Comment dưới video cái nhá. Nói chung là cái lối nào nó cũng có cái điểm hay của nó. Đặc biệt là nếu bọn nó mà thiếu cơ động, anh em còn ghim tốt chiêu cuối thì những cái pha chiêu 2 nó nổ thì tuyệt vời. Chưa kể là chiêu 2 dọn lính là giờ là chiêu 2 thủ lính quá hay. Đam luôn, đặt dưới chân thế là sao sốc, sao chống nổi ạ. 4.000 đam dưới chân các bạn ơi, 3.000, 4.000 liên tục thế này thì đối thủ chỉ có khóc thôi. Làm sao chống. Chống hộ bạn ơi. Bọn này chỉ có đồ hàng vô điều kiện thôi các bạn. Đấy, brum. Mình cứ spam kỹ năng để xem là thanh niên Guido này định làm gì nhá.
bắt luôn thanh niên ghi đu này đi cho nó khỏe ha. Rồi. Anh em đâu rồi? Lên nốt đi. Đúng rồi, em lên nốt thôi nhở. Thằng KDC chuẩn bị ra kìa. Tôi sẽ bắt nốt thằng KDC đi. Đấy, bắt nè. Đấy, chạy đâu. Đừng có end game vội vậy bạn ơi. Mua bán đồ chơi các bạn nhỉ. Ấy, hết lính rồi à? Thôi thì tốt quá các bạn ơi. Đang cần quay gọi là quay highlight hoặc là tìm kiếm highlight và cắt ra tranh gửi tới cho anh em. Đồng đội thì đang xỉ vả tôi kìa nhỉ. Thôi tôi kệ. Tôi cứ phải quay chơi đó. Cái gì này? Top bây giờ nổi lên cái lối build đồ mít độc lạ của HTX để test được không ạ? Ok, nếu có gì thì TNG sẽ test. Mà công nhận mấy ông top cũng sáng tạo quá nhở. Quá trời các kiểu lối đồ luôn. Không biết là hiệu quả như nào. Anh em nào test rồi thì để lại cho TNG feedback với. Để TNG đỡ phải test. Nhưng mà nói thật là TNG ít làm mấy cái món đồ test lắm. Tôi test cùng lắm mà test đồ tuyển thủ thôi. Mấy nữa tôi sẽ ra cái series chứ là test đồ tuyển thủ cho anh em nhé. Để xem là kiểu áp dụng rank nó phê như ở trên xem trên giải không. Hay là độ hiệu quả như nào. Chứ tôi thì anh em biết thừa là kinh trải nghiệm game ít khi test những cái lối trang bị Troy hay là những cái lối trang bị mới. Trừ khi những cái lối trang bị đấy nó gọi là đã được người ta gọi là gì nhỉ? Đã được test qua thực tế rồi. Ôi, sốc đan tôi kìa. Cổ băng xương nè, bán tiếp nè. Còn tí tiền các bạn ơi, nhưng mà không đủ thời gian để mà mua bán đồ rồi. Không kịp mua thương kiếm hay là thuấn các kiểu ấy. Được không thì hơi bị tuyệt vời nhá. Thôi không sao, đồng đội hạ ngay mà. Thôi end game các bạn nhá. Tầm này thôi. Chủ yếu là để mà thông báo chơi với anh em là con Nancy đó, nó có thể sẽ được tăng sức mạnh trong tương lai. Và tương lai gần thôi.